Ví dụ đầu tiên này, cho cái hàm số bậc 3 y bằng fx có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới. Đây. Ok chưa? Đây là đồ thị hàm số y bằng fx bậc 3 rõ ràng rồi. Tiếp theo nữa, đề bài yêu cầu chúng ta gì? Đồ thị hàm số gx bằng x trừ 1 nhân với x bình phương trừ 1, tất cả chia cho f bình phương x trừ đi 2 nhân với fx có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng? Có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng? Ok. Ở đây đề bài cho chúng ta đây, 4 đáp án để chúng ta có thể lựa chọn. Các em nhớ cho thầy, đề bài chỉ hỏi tiệm cận đứng, không hỏi tiệm cận ngang. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu hỏi số 1 này. Thì các em để ý ở đây này, vì cái fx của chúng ta là hàm bậc 3, đúng không? Do đó cái tập xác định của chúng ta chắc chắn là chứa vô cùng rồi. Nó chỉ loại bỏ một số trường hợp, đó là mẫu nó bằng 0 thôi, đúng không? Đấy, làm cho mẫu bằng 0. Giờ chúng ta sẽ giải quyết cái câu số 1 này. Ví dụ 1 nha. Đây là thầy hướng dẫn cho các em giải quyết bài toán theo cách trắc nghiệm nha. Chúng ta không làm theo cái định nghĩa, tại vì làm theo định nghĩa nó rất là dài. Nên chúng ta làm trắc nghiệm để chúng ta giải quyết bài toán này, giải quyết các bài toán liên quan đến kỳ thi của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xét này. Xét cái phương trình. Xét phương trình là gì? F bình phương x trừ đi 2 lần fx bằng 0, đúng không? Như thầy nói rồi, xét tiệm cận đứng là chúng ta đi xét cái phương trình mẫu bằng 0. Giải quyết cái phương trình này, fx bằng 0 này, hoặc là fx bằng 2. Các em đặt nhân tử chung ra nhá, có fx chung ra ngoài, đưa phương trình về phương trình tích. Fx nhân với fx trừ đi 2 bằng 0. Vậy ra được cái điều này. Xét từng trường hợp một, đầu tiên đó là fx bằng 0. Đây. Ok chưa? Fx bằng 0, đây là đồ thị hàm số y bằng fx. Đấy, và đây chúng ta có này, đây là đồ thị hàm số y bằng fx này. Tiếp theo, y bằng 0. Y bằng 0 chính là trục hoành trục Ox. Vậy thì nghiệm của cái phương trình fx bằng 0 chính là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx với trục hoành. Ở đây nó sẽ ra sinh ra đó là gì? X bằng, đây, x bằng, thầy đặt đó là x0 với lại x bằng, ở đây là 1, đúng không? 1, nhưng các em để ý ở đây nó là tiếp xúc này, tiếp xúc